Trịnh Sản, các con vui vẻ khi sống cùng tôi. Diễn viên Trung Quốc Trịnh Sản phủ nhận cáo buộc bạo hành hai con, cho biết các bé vui khi ở bên cạnh mẹ. Theo Sina ngày 8 tháng 1, cô luật sư người đẹp 32 tuổi bác bỏ những nội dung tố cáo của Trương Hằng hôm 7 tháng 1. Cô cho biết không gây thương tổn cho con. Không lơ là khi chăm sóc hai bé, cơ quan chức năng địa phương cũng chưa từng điều tra cô. Diễn viên nói hôm ngày 4 tháng 1, không biết lý do gì cảnh sát bất ngờ đến nhà cô. Bây giờ diễn viên đang chơi với con vui vẻ, cảnh sát chỉ hỏi cô 5 phút sau đó rời đi. Từ tháng 3 năm 2022, tòa cho phép Trịnh Sản được ở bên con nhiều hơn. Cô cho rằng điều này khiến Trương Hằng không vui. Anh muốn đưa hai bé về Trung Quốc sống, nhưng Trịnh Sản muốn sống ở Mỹ. Tháng 6 năm 2022, tòa án thành phố Denver yêu cầu Trương Hằng không được tự ý đưa các bé xuất cảnh. Theo phía Trịnh Sản, Trương Hằng cố tình dựng chuyện bôi nhọ làm giảm uy tín danh dự của cô. Sau phản hồi của diễn viên, Trương Hằng viết trên trang cá nhân: "Nếu nói tôi là người thay đổi trắng đen, mang chứng cứ ra, tôi chờ trong 24 giờ." Theo anh, gia đình Trịnh Sản muốn lợi dụng hai bé để giúp Trịnh Sản quay lại hoạt động ở làng giải trí. Anh đã tố cáo cảnh sát, yêu cầu điều tra hình sự đối với bạn gái cũ.